Sau đây sẽ là trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm giác đặc biệt của chương trình tối nay, khi hai võ sĩ đều là những võ sĩ đã từng đạt được rất nhiều thứ hạng cao tại các giải quốc gia. Và để quý vị không chờ đợi lâu, chúng ta cùng chào đón võ sĩ đến từ đơn vị tỉnh Kon Tum sẽ xuất hiện ở góc đài đó. Đang tiến vào giả đài là dân sĩ Huỳnh Đại Nghĩa, đội tuyển tỉnh Kon Tum. Em bắt đầu tập luyện võ thuật khi mới 12 tuổi tại câu lạc bộ võ thuật Lê Đức Cường, thị xã Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Năm 2017, em được tuyển chọn vào đội tuyển tỉnh Kon Tum và chính huấn luyện viên Lê Đức Cường phụ trách. Thành tích đôi mặt ở Dung Vàng giải vô địch trẻ kiếp bóng chuyền toàn quốc năm 2019-2020, ở Dung Vàng giải vô địch võ cổ truyền tỉnh Kon Tum các năm 2019-2020. Thắng thua trong sự nghiệp là 22/27, trong đó có 4 trận thắng áp ào đối thủ. Và đối thủ của em, một võ sĩ đến từ đội tuyển tỉnh Bình Định sẽ xuất hiện ở góc đài sân. Đang tiến vào giả đài là sĩ Nguyễn Minh Thức, đội tuyển tỉnh Bình Định. Em bắt đầu tập luyện võ thuật lúc 9 tuổi tại võ đường Kim Hoàng, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 2020, em được huấn luyện viên Lê Kim Kỳ phát hiện tài năng và tuyển chọn vào đội tuyển tỉnh Bình Định. Thật đến đáng chú ý là huy chương đồng giải cúp vô địch kiếm bóng chuyền toàn quốc năm 2021, huy chương vàng giải vô địch kiếm bóng chuyền quốc gia năm 2020. Thắng thua trong sự nghiệp là 11/12, trong đó có 5 trận thắng nắp ào đối thủ. Và trọng tài điều khiển trận đấu này, trọng tài đài Nguyễn Trần Cảnh. Xin mời tổ giám định. Giám định 1 Nguyễn Quốc Sĩ, giám định 2 Võ Văn Tính, giám định 3 Nguyễn Thanh Vũ. Đang chào quý diễn giả và điều khiển trận thi đấu là trọng tài Nguyễn Trần Cảnh. Trọng tài đài đang kiểm tra khâu an toàn cá nhân cho võ sĩ gốc đài đỏ, võ sĩ Huỳnh Đại Nghĩa, đơn vị Kon Tum. Tiếp theo, trọng tài đài kiểm tra khâu an toàn cá nhân cho võ sĩ gốc đài xanh, võ sĩ Nguyễn Minh Thức, đội tuyển Bình Định. Hai võ sĩ vào giữa. Hiệp thứ nhất chuẩn bị đấu. Xin quý vị khán giả tán thưởng cho một tràng pháo tay. Một pha thăm gia đoàn bằng một series. Chúng ta thấy được một tinh thần thi đấu đầy quả cảm của hai võ sĩ. Khi ở những giây phút đầu tiên, các võ sĩ đã tích cực tấn công và những đòn tấn công rất dũng mãnh. Hai võ sĩ này đều là những nhà vô địch giải trẻ môn kickboxing và võ cổ truyền của hai đơn vị tỉnh Bình Định và tỉnh Kon Tum. Hai võ sĩ đang thi đấu ở hạng cân 65kg. Xét về yếu tố thể hình cũng như độ tuổi thì hai võ sĩ này khá tương đồng. Rất nhiều đòn tấn công dũng mãnh thực hiện bởi hai võ sĩ, phải miếng trả miếng bằng đòn tay rất hiệu quả, rất dũng mãnh. Xin các giả tán thưởng trào pháo tay. Trận đấu rất hấp dẫn với sự song xảo của các võ sĩ thì tung ra những đòn tấn công liên tục, không có sự khó nhường. Giờ chết góc đài xanh xịt. Kính thưa quý vị, chương trình đêm và đài Bình Định luôn tạo được những dấu ấn khi mỗi lần xuất hiện có được sự cổ vũ rất nhiều của quý vị khán giả.
1 2 3 4 5 6 7 8 ra giữa. Đâu? Đội thi cái giả tắt. Một sự quyết tâm rất cao của hai bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ bên góc đại đã. Xin các giả tắt đứng ra vỗ tay thật to để ủng hộ tinh thần thi đấu của bác sĩ góc đại đã. Rất dũng mãnh. Liên tục pha tấn công của cả hai bác sĩ. Hóa tài Bình Định bao giờ cũng vậy, chỉ một thoáng sơ hở của các bác sĩ sẽ dính những đòn tấn công rất mạnh. Rồi qua đó tạo cơ hội cho các bác sĩ khác giành chiến thắng. Chúng ta thấy được một tinh thần thi đấu đầy quả cảm của hai bác sĩ. Của hai bác sĩ, xin các giả tác đứng đầu với tay. Và hồi hộp. Tắt. Rất tuyệt vời, xin quý vị khán giả tán thưởng trong tràng pháo tay. Và chớp thời cơ rất nhanh. Và tấn công uy lực ở cự ly ngắn. Lỗi phòng thủ rất cẩn thận. Đâu? Dừng. Trọng tài không công nhận đồ ngã. Nhắc nhở hai bác sĩ tuyệt đối nghe khẩu lệnh trọng tài. Đâu?
và anh miếng trả miếng rất uy lực. Anh tiếp tục trận thi đấu làm mãn nhãn người hâm mộ. Tinh thần thi đấu rất quả cảm. Xin quý vị tán thưởng cho một tràng pháo tay. Rất tuyệt vời. Chỉ còn vài giây ngắn ngủi là kết thúc hiệp thi đấu thứ ba. Rất tuyệt vời. Ra giữa. Đấu. Dứt hiệp thi đấu thứ hai. Thi đấu rất quả cảm, rất ngon cường của cả hai bác sĩ. Ra giữa. Đấu. Đó, về ông đài trung lập.
ra nữa. Đấu. Tinh thần thi đấu rất ngon cường. Trọng tài không công nhận đòn ngã. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Dương. Đấu. Dứt hiệp thi đấu thứ ba, chủ nhiệm tán thưởng cho một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, một trận đấu rất đặc biệt. Tưởng chừng như võ sĩ bên góc tài đã sẽ không đứng nổi ở hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên với tinh thần thi đấu đầy quả cảm, bằng tinh thần và ý chí của một người võ sĩ, em đã đứng lên và cống hiến những trận, những pha ra đòn rất đẹp mắt ở K3 hiệp. Và chúng ta cùng chờ xem chiến thắng sẽ thuộc về võ sĩ nào. Quý vị, với tỷ số 3-0, chiến thắng đã thuộc về võ sĩ bên góc đài. Xin chúc mừng võ sĩ Nguyễn Minh Đức, đội tuyển tỉnh Bình Định. Xin trân trọng kính mời ông Đinh Khắc Diệt, giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch Bình Định lên trao hoa và ghi được chương cho các võ sĩ. Xin trân trọng kính mời. Xin một tràng pháo tay dành cho các võ sĩ. Xin chào băng rồng Đinh Khắc Diệt. Và ngay sau đây